Chào các bạn nhá. Mình đang ngồi mình sửa cái bếp từ Brutter này này. Vừa ra đứng ngoài cửa để vệ sinh nó vì nhiều phân rán quá nên là nhận được một cái đơn hàng này. Cái đơn hàng này là mình có tham gia cái một cái nhóm Facebook, đó là những cái bạn liên quan đến đam mê về cái quạt BLDC. Quạt BLDC nên là mình lần đầu tiên mình mua hai cái động cơ của cái bạn này. Bạn ấy bán cho mình có rất là thấp, có giá có 400k thôi, hai cái các bạn ạ. Bạn ấy ra bán là 280k, là cả túp năng nhưng mình không cần túp năng. Thế đây cho mọi người tham khảo này. Nên tháo nó ra, bạn ấy đóng hàng quá là kỹ luôn. Cái này còn lè lém sao các bạn ạ. Bông nỉ này, chắc là bạn ấy cũng chuyên về bán cái hàng này. Thế là bạn ấy sản xuất bán cái động cơ này. Review này cho mọi người tham khảo cái đoạn này nhá. Mình vừa mới nhận nó. Đây là các bạn này, mình đang tìm một cái phùng thuy thủy gì đấy đã phản hồi bình luận trong bài viết đấy, cộng đồng motor Brulay này. Đây này các bạn này, bài viết đây này. Mình từ hồi mình mua một cái motor BLDC của anh thợ điện ấy, nó chạy nguồn 12V ấy, thế là mình đang có ý định là mình sẽ chuyển mấy cái quạt thông dụng trên nhà mình đang dùng, đó là một cái quạt trong cái phòng ngủ, cái quạt của Kangaroo, và một cái quạt ở chỗ bàn ăn, quạt treo tường là chạy BLDC. Mình sẽ dùng chính những cái adapter 19.5V của Soli, TV Soli hoặc những adapter mình mua giờ trên thị trường ấy, là mình sẽ dùng nó để làm nguồn nuôi cho nó các bạn ạ, nguồn nuôi cho nó. Và mình không chạy ắc quy, do đó mà nó sẽ chạy quần 19V, 19 hoặc 21V gì đấy các bạn ạ. Chứ với cái con BLDC mà mình mua của anh thợ điện ấy, thì là mình dùng để đôi khi mất điện là mình dùng ắc quy các bạn ạ. Thì đây là cái bạn này, bạn có giao bán này 280k này. Trong 280k đấy thì là nó bao gồm cả cái này, cả cái motor đảo gió và cái đen đen trên này này. Cái đen đen ở trên này đây này, cái cục đen đen này là nó sẽ tạo ra thành một cái hạ từ cái nguồn 21-24V ra cái nguồn chắc là 12V cho cái motor này. Mình đang đoán đấy, motor đảo gió các bạn thì mình không cần, bởi vì mình đang chế vào quạt chạy cắm điện 220 nhưng mình chuyển sang thành BLDC thôi. Cho nó tiết kiệm điện và nó thay đổi được công suất. Đây này này, mình có hỏi bạn đấy này, có kéo được cánh này không này. Đấy, mình chính mình chụp cái quạt mình sắp sơ tới mình độ rồi này các bạn ạ. Thế là nhiều bạn thì bình luận thì kéo ok, nên mình có mua của cái bạn này nhá. Cái bạn Trần Quốc Hưng này này. Đó, đây này, mình có thể vào trực tiếp bạn ấy này, Trương Quốc Hưng này, xem trang cá nhân này này. Thì đấy, bạn ấy toàn nói về kinh doanh về quạt BLDC các thứ ấy. Bạn còn tặng mình cái bộ điều khiển này để mình lắp cái quạt treo tường đấy. Còn cái quạt kia thì mình không cần nên mình không ấy, không mua các bạn ạ. Thì đây nha, mình có nhắn tin với cái bạn đấy này, để khi mình mua ấy, là lần đầu tiên mình mua của cái bạn đấy, nên do đó mà mình bảo là cho phép xem hàng, đúng hàng thì mình sẽ nhận, bởi bây giờ cuộc sống là lừa lọc nhiều. Đây này, cho kiểm tra hàng này, thì bạn cũng ok luôn nha mọi người nhá. Bạn ấy báo giá mình muốn bộ là 200k. Đó, đây hôm nay mình nhận được. Đó đây, đóng rất kỹ, mình vừa với shipper mang đấy thì mình cũng bảo mình bạn ấy đóng kỹ lắm nhá, chuẩn lắm nhá. Đây là mình tháo ra để mình kiểm tra rồi đấy các bạn ạ. Đây này, hai cái động cơ. Chúng ta xem một cái đây nhá. Một cái kia cũng như thế mà. Đây này. Động cơ này thì nó chạy cái nguồn như cái bạn ấy ô con này này có cái à, thế là bạn ấy nghĩ là mình lắp quạt treo tường một con, thì là bạn ấy tặng mình cả cái bộ như này. Bạn bán cho mình còn riêng cái quạt này thì mình sẽ chế vào cái bo Kangaroo, mình bảo mình không cần lấy cái đồ dưới đấy các bạn ạ. Thì giá nó sẽ rẻ hơn mà. Cái này thì cái túp năng này thì mình vẫn dùng cái túp năng 220 của cái quạt Kangaroo đấy các bạn ạ. Nên là bạn ấy gửi tặng mình gửi cho mình là một bộ là có điều khiển, mà mình thấy có cả bo wifi mới gây gớm, hay là bo bluetooth chắc bo wifi à. Đúng rồi, bo wifi này thì bạn chuyên cái đấy ấy, để lắp vào có màn hình có hiển thị là khi chúng ta bấm ấy là nó chạy tốc độ 1 hay tốc độ 9 các bạn nhá. Là cho dành cho cái cụm này, như lại là chỉ cần cấp nguồn 19V là cho cả cụm luôn, chứ không phải 220 nữa. Mình định độ theo kiểu ý của mình cơ. Bởi vì mình cắm lúc nào 220 mà. Thì đây là những cái motor BLDC không chổi than của Lidex sản xuất tại China thôi, nhưng của hãng Lidex rất là nổi tiếng. Nó chạy vòng bi nhá mọi người nhá. Và những cái bạn này thì họ chuyên ấy, họ sẽ tạo ra những cái khung này này. Khung này để bắt lồng, bắt vỏ lại cũ của chúng ta ấy, và chúng ta sẽ bắt cánh nó vào đây.
Và cái công suất của nó như con này ghi 84W, nhưng mà chắc nó là ngang bằng, bảo là lắp cái cánh B4, cái cánh của Kangaroo để kéo như vũ bão. Nhưng mà mạnh quá thì mình sẽ điều khiển cái chiết áp cho nó chạy nhỏ hơn các bạn ạ. Tóm lại là mình cảm giác dùng quạt điều khiển BLDC nó tiết kiệm điện rất nhiều. Cụ thể là mình đang dùng cái động cơ của mà mới mua của cái shop anh thợ điện ấy, với giá 220k bao nhiêu ấy. Thì ngày xưa thì cái quạt đấy thì nó kéo cái cánh đấy thì mình có đo được nó là rơi vào tầm khoảng 40W hay 42W. Sau khi mình lắp cái cấn canh đấy và cái quạt của anh thợ điện là cái động cơ BLDC ấy, thì nó giờ nó mắc nó chỉ được có 12W các bạn ạ. Nhưng cảm giác thì nó sẽ không nó sẽ hơn số 2. À hơn, tức là cái quạt đấy thì là số 1 là mạnh nhất, số 2, số 3 là yếu nhất. Nhưng cái số 1 thì là cái tốc độ mạnh nhất thì nó gần bằng cái số 1 thôi, tức là nó chỉ khoảng, nếu mà số 1 zin bản chạy 220 của nó thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng, như là chúng ta sẽ hiểu nó là 10 chẳng hạn, thì kia nó rơi vào khoảng 9 hoặc 8 các bạn nhá. Thì khá là ok, chạy im cực kỳ. Chính vì thế mà mình thích nên mình mới vào cái hội nhóm vừa cho mọi người xem này. Cộng đồng motor Blu-ray các thứ này đấy, vào đấy thì rất nhiều người buôn bán các thứ luôn, thì cái bạn này cũng là một. Thế là hôm nào mình sẽ ở đây sẽ cho mọi người xem bình luận. Có một cái bạn bình luận là hôm nào nhận về còn bảo mình là mình làm view ấy, đây này đấy, bảo quạt này chỉ chạy cần 4-5W là được ấy. Nhưng mình mua đã thấy nó bảo 8-5W, nhưng mình chả rõ là có 8-5W không. Thì mình chạy thì có, tóm lại mình chạy ở cái mức độ thấp thì có hàng nó sẽ rất là bền nhá mọi người nhá, mình dùng của đồ của mình mà. Đấy, nhiều bạn này, nhiều bạn biết mình cái bình luận này. Chế thì ra video chế luôn nhé chú. Chào thầy giáo. Đấy, nhiều người gọi mình bằng thầy lắm các bạn ạ. Khi các bạn mà học hỏi được những kiến thức của mình thì coi như mình như là thầy mà. Em hay xem video của anh này. Đấy, hôm nay mình vào mình đọc những cái bình luận của mọi người. Vũ Kiên hơn motor zin luôn, bởi vì mình không chuyên về nó mà. Mình mới hỏi này, có kéo được cánh này ngang động cơ zin 220 của nó không này? Chính là mình chụp cái quạt của mình này, nó đang bị gãy chân này, cái trên bọn trẻ con nó đá bóng. Bọn trẻ con nó đá bóng trong nhà nên nó đập vào đây nó gãy, thử mình đang buộc này, hôm nào phải lấy cái vỏ ấy khác để thay nó luôn khi được chế độ ấy các bạn ạ. Đó, thôi quay trở lại sửa. Bạn nào muốn tiếp tục xem mình sửa cái bếp từ Bluter này theo dõi phía sau nhá. Video này mình nhận được, mình cũng quay cái đoạn này cho chúng ta tham khảo một chút thôi. Đôi khi là mua hàng chúng ta một cái shop mà chúng ta chưa tin tưởng ấy, thì chúng ta cũng nhắn tin cho họ luôn là cần kiểm tra đúng hàng thì mình sẽ nhận thôi, còn không như hàng thì mình sẽ trả lại. Thì tất nhiên này, mình đã giao kèo như thế thì kiểu gì người ta cũng đã gửi rất là chuẩn. Và mình cũng bất ngờ là bạn ấy tặng mình cái này nhá. Bạn ấy bảo là tặng bạn một bộ điều khiển luôn, và bộ điều khiển luôn cho đỡ phải độ chế, tức là muốn bỏ luôn cái bộ điều khiển của cái quạt Kangaroo luôn này. Nhưng mình thấy cái bộ quạt điều khiển này mình thấy nó đẹp nên mình cứ để nguyên thôi. Mình sẽ độ theo kiểu là vẫn dùng điều khiển của nó, đấy, vẫn bấm phím của nó, nhưng mà sẽ tạo ra thành 3 số, nhưng mà chạy thằng BLDC. Mình đang có tưởng tượng trong đầu như thế. Còn cái con này thì khả năng lắp trong cái quạt treo tường, có cả điều khiển luôn rồi. Bếp Bluetooth các bạn ạ. Các bạn này kinh khủng lắm, cho chúng ta tham khảo nhá. Chuyện thường ngày khi mình gặp bếp từ đem đến sửa, khách bảo không nấu được, nói thế thôi. Bây giờ mình sẽ mở ra cho chúng ta tham khảo nhá. Bếp này nó có cái thiết kế khá hay là gió thổi, gió hút một bên, gió thổi một bên. Nhưng mà cầm nó sóc, kinh khủng. Sóc của phân gián đấy các bạn ạ. Nên chúng ta sẽ thấy côn trùng nó vào nó làm hỏng thiết bị điện, nhất là bếp từ rất là nhiều luôn. Sao mà chặt thế nhỉ, mình không cạy nó ra nhỉ. Đấy, được. Ôi, chúng ta sẽ nhìn này, phần giá này nó kinh khủng chưa. Chúng ta sẽ nhìn nhá, nó phải là hàng này đem đi trồng cây rồi các bạn ạ, mọi người nhá. Ghê gớm mà, kinh khủng. Không nấu được thì như này thì nấu làm sao được các bạn. Thôi đem ra ngoài đường để vệ sinh qua mọi người ạ. Thiết kế thì khá là hay, mà ngày xưa mình cứ nghĩ là Bluetooth này nó cũng giống Media, nó là
biết từ thương hiệu tàu cơ, Trung Quốc cơ, nhưng hóa ra thương hiệu Mỹ mới kinh. Con này cứ như đã từng sửa hay sao mà cái ống ốc này nó lại mũ nó to hơn, nên tháo ra nó không tháo được các bạn ạ. Không biết là sửa chưa hay là mình đã từng sửa thì để mình xem ghi ngày tháng không. Không đi ghi thì mình sửa hay mình hay ghi bên trong này. Không đi ghi các bạn ạ, có thể là mình chưa từng sửa, chưa từng mà họ đang đi sửa đâu thôi. Quá ghê gớm, một chiếc bếp từ. Bếp này cũng khá là đắt tiền đấy nhá mọi người nhá, hơn mấy anh media thứ ấy. Chúng ta sẽ thêm mâm từ này, họ quấn này bên ngoài này nhiều vòng dây hơn bên trong. Đó, hay ghê. Bếp nó không ghi ảo, nó chỉ ghi là 1800W thôi. Ở đây này đúng thương hiệu Mỹ này, USA này các bạn nhá. Bruton này như có một cái bác bình luận mình biết ấy, nó là cái thương hiệu của nhà của Mỹ các bạn ạ. Kinh khủng quá các bạn ạ, nhìn kinh khủng chưa. Ghê gớm, để mình đi vệ sinh qua đã rồi cái ghim điện. Mình chưa ghim điện đâu, mình cầm lên sọc sọc cái mình chưa ghim điện. Cho chưa đi vội, cho mọi người tham khảo một chút đã. Con này ngày xưa sửa nguồn, không biết là mình sửa hay là ai sửa thì không rõ. Thấy đã động đến đi xương nguồn, chắc là mình ấy. Nhưng sao mình không ghi ngày tháng bảo hành ở đây, nhưng chắc là lâu rồi, nhiều khi làm nhiều là quên. À, chúng ta sẽ nhìn này, có một cái vết lổ từ điểm này sang điểm này nhưng mà chưa đứt ra đâu các bạn ạ. Vết lổ đấy, đây dùng gần nhá. Đó, IC nguồn ngày xưa đã động này, tụ lọc tụ này đã động này, dỉ lắm, phải đi vệ sinh qua đã để sau đó mới sửa xem nó bệnh tình trạng bệnh như nào, ghê gớm lắm. Đây là cái bò đấy nhá, tiếp tục cái bò vỉ mặt này cũng phải đi ra dùng nước đánh sạch này. Ôi phần ra nó ghê không, ghê gớm lắm mọi người. Cháy tay này các bạn. Hôm đi lắp quạt trần cho lớp thằng con mình, hay là chạm vào cái khoan bê tông, mũi khoan bê tông vừa khoan xong nó phồng cả tay luôn. Kinh quá, thôi để mình ra mình vệ sinh qua đã nhá. Sau đó tiếp tục mình sẽ quay video cho chúng ta tham khảo. Vệ sinh cái này thì mình sẽ ra nước mình đánh sạch, mình như này mình tháo nó ra để mình dùng nước xà phòng mình đánh sạch, mình sấy khô nhá. Còn con này có khả năng mình sẽ vệ sinh qua thôi chứ mình không đánh sạch, không cho nước vào để xử lý cái body cảm ứng nó trước. Ok các bạn ạ. Thôi cái này cứ bẩn này cứ để đây đã. Nấu hết rồi đấy. Nó là nhà khách hàng này cực kỳ nhiều dán người ạ. Đó, sau khi đi vệ sinh qua này, con này thì mình ra dùng nước xà phòng đánh sạch và sấy khô rồi các bạn ạ. Đánh thì con tụ này đứt chân luôn. Từ hồi mình dùng cái quạt BLDC mình thấy nó hay, đêm nó gió lạnh ấy, mình bật cái chiết áp nó giảm thấp xuống được, nó chạy lờ đờ lại đờ, nó không mạnh hơn số như ngày xưa mình phải chế tụ cho giảm ấy. Bây giờ dùng máy BLDC thì không còn tụ riết rồi luôn. Có cái hay nhưng mà bạn nào có đam mê thôi, mình thì ngày xưa mình chẳng có đam mê gì cả, nhưng từ hồi dùng đấy thấy dùng của cái quạt thì nó cũng chả mất điện nữa các bạn nhỉ. Đây con tụ 104 mình có nhặt ra nhá để mình thay cho nó nhá. Nhà mình bây giờ đang chạy một quạt BLDC, mua bây giờ ui rồi super, bây giờ bán đây cái đấy luôn mà giá là rẻ có 190 thôi. Của cái kênh YouTube Anh Thợ Điện này mình có mua đấy, mình có làm video một vài video cho mọi người về cái con đấy. Thế mình trải nghiệm nó mình thấy chạy quạt BLDC khá là hay, nên mình đang muốn ý định chuyển một cái quạt, một số cái quạt thì mình đang dùng bình thường sang dùng nó.
Đường nó thì tất nhiên là chúng ta phải có nguồn cho nó, thì mình có vài cái bo nguồn 19V 3A hay sao mua để hồi đấy mua để thay cho ti giống cái adapter TV Soli mà. Thế là dùng nó thì tiện hơn luôn và nó tiết kiệm điện các bạn ạ. Và nó có cái hay là thay đổi được công suất, thay đổi được tốc độ vòng quay theo ý của mình thông qua cái chiết áp ấy. Giờ mình sẽ độ theo kiểu là vẫn có chiết áp để có thể giảm thấp được, còn không thấp được có thể tăng mắc nó lên, thì coi như là số của nó như ba số bình thường đó, dùng điều khiển bấm ba số bình thường. Và vừa nhận được là hơn mong đợi đấy, là bởi vì bạn ấy còn tặng cả một cái bộ điều khiển và cái bo điều khiển đấy này, mình thấy là có cả module wifi mới ghê gớm. Bây giờ đúng là nhiều thiết kế những cái đấy mình chưa cập nhật bao giờ đâu nhá, bây giờ toàn Trung Quốc là họ sản xuất rồi mà. Này chẳng nhẽ này bật tắt điện thoại bằng bật tắt quạt bằng điện thoại qua wifi các bạn, ghê gớm ghê là. Và cái điều khiển hồng ngoại kia thì đã tốt lắm rồi này, còn phải cả qua bo wifi nữa thì coi ghê gớm, còn là thông minh đấy các bạn. Mình thì cũng chả cần nó phức tạp đến mức như thế, chỉ dùng ở bàn ngồi ở bàn xong dùng cái điều khiển bật cái nó chạy thế là thôi. Con này khi ok cho đầu mình này, các bạn biết mình có cái lọ sơn chống ẩm đấy, mình sẽ sơn xịt cho họ luôn. Bây giờ mình do mình có đồ đấy mình tiện thì nó tăng được cái độ bền cho khách, còn chúng ta sửa và chúng ta chả xịt thì nó vẫn chạy bình thường, nhưng mà có cái đôi khi ẩm thấp thì nó lại bị hại. Mùa này chả ẩm thấp đâu. Con này thì mình cũng chưa kim điện thử các bạn ạ, mình cứ xử lý xong đã sau đó mình kim điện test thử xem thế nào. Chân nó dỉ trên này nó chả ảnh hưởng gì đâu các bạn ạ, miễn là không chạm vào đâu. Bo mạch mà nó dỉ nó han đấy, nó sẽ chạm vào những cái khác đấy. Đó, đã lắp xong, bây giờ bắt đầu test thử nhá, xem nó bị nào hay là nó chỉ mỗi thế rồi đắp thêm cái chỗ này lại này. Ôi, khi chạy dòng cao cao khi nó này đứt ra luôn đấy. Thấp nó cạo nó bị phóng điện sang nhau đấy, chúng ta thấy khoảng cách xa thế mà chỗ này không bị, chỗ này chắc là nước hay thế nào đấy, nó phóng sang nhau luôn này. Nó phóng theo kiểu ấy, nó phóng ra đây rồi cả cái vòng này nó bị phân gián, nó nằm trong này thì nó sẽ dẫn điện từ đây được sang bên này rồi thì nó phóng sang đây nó nổ đấy. Nhưng cái đoạn này thì nó không có phân gián này không sao các bạn ạ, không thì nó nổ chỗ đấy luôn. Cho nó dày hơn tí cho nó dẫn điện tốt các bạn ạ. Bo thì cũng có cầu trì nhiệt này, chuẩn Mỹ mà mọi người nhá. Cầu trì nhiệt trong này nó chính này để cắt dây AC đấy, cảm biến nhiệt này, rồi hai cái này là hai cái nguồn hai cái ấy cho mâm từ. Mâm từ to gớm là các bạn, mà nó ghi hiển ghi 1800 rồi các bạn nhé. Cái quạt này nhá mọi người nhá, là chúng ta lắp kính cho nó nằm trên như này này thì chúng ta sẽ hiểu là đây là một bức tường đấy, là một bức tường thì gió sẽ thổi bên này, nó không thể hút gió từ bên này ngược lại, bên này sẽ gió nóng xả ra mà không, gió nóng không để hút sang bên này để hút quẩn vào đây được nhé. Đó là gió mát từ ngoài trời sẽ đi vào đây được ngăn cách với bên nóng này như này, sau đó nó hút vào đây, nó thổi xả vào đây này, nó xả ra đây nó sẽ xì vào đây, nó sẽ làm mát bo mạch, làm mát IGBT các thứ ấy. Và tất nhiên là nó cũng sẽ làm mát cho cả mâm từ nữa các bạn nhé, mâm từ nó cũng sinh nhiệt mà. Và cái mâm từ này thì u dây đồng à, to này á, thấy đúng không, ô dây đồng thật các bạn ạ. Để mình nhìn lại thử xem nào. Chuẩn luôn, dây đồng nhá, không phải dây nhôm các bạn ạ. Bơm từ to bự và dây đồng luôn. Thế thằng Bluetooth này nó cũng có thương hiệu, nó cũng
Mình thấy nó cũng bo mạch, linh kiện nó chất hơn những cái hãng khác mà mọi người ạ. Yeah, con này là chết do hỏng do người dùng thôi. Người dùng để dán nó làm tổ như này thì có cả sản xuất tại trời nó cũng hỏng, chứ không phải sản xuất tại Trung Quốc. Nó chưa gì đâu nhưng cứ cho một ít dầu vào. Đó, bây giờ dây nguồn. Bơm từ mình thấy ở trong này một tầng, bên ngoài thì hai tầng các bạn ạ. Chết cái ghế buồn cười ghê. Nhiều con bên trong 3 tầng, bên ngoài. Hiếu ơi, có đứa nào đang gọi kìa. Đây nhá, đi qua bóng đèn trước nhá. Đấy, cũng nền, cũng chạy nha. On này. Đây để nhìn xem chọn ở đâu. Ô, cái này đang bị nghiêng. Như vậy là chọn chức năng ở phím này nhá. Đó, 1600, báo E0. Em nhận nồi không? Không nhận nồi các bạn ạ. Như vậy nó chỉ F0 không nhận nổi. Này nó có cái sắt từ sắt của cái cảm biến. Như vậy là không nhận nổi nhá các bạn nhá. Mình vẫn nghe được tiếng tạch tạch đá sung. Đó. Các bạn ạ. Tấm này là phân dán thì nó có, nhưng mà nó chắc là nó vẫn họ vẫn dùng được một là vẫn dùng bình thường. Cái này chỉ có trời ẩm thấp thì là sẽ toi thôi. Sau đó là nó bị không nhận nồi nữa rồi mình đi sửa đấy. Bây giờ sẽ kiểm tra. Đo được nhận nồi các bạn ạ, xem thế nào. Bọn mày đi chơi đâu đấy? Đá ở đâu? Đấy nhá, dùng gần lên này. Không cần cái này vội. Đây là con sim ICMSU nhá. Thì đường nhận nồi chúng ta sẽ thấy đây là đầu bơm từ, đây là bơm từ này. Thì đây là đường B cộng nhá. Tại sao biết là đường B cộng? Bởi vì đây là cầu chỉnh lưu xoay chiều này ra dương này, ra âm về đây nhá, dương này đi qua quận L sang đây. Đó, tụ 5 mi lọc về. Tụ 5 mi đâu nhỉ? Đây đây, lọc về mát. Theo cái chân này để đi qua R săn về âm nhá. Thì tóm lại là đây là đầu bơm từ dương âm này. Thì đường nhận nồi nó sẽ đi qua một con điện trở này. Đó, vòng vòng tới chân này nhá. Tiếp theo này, đường C sò đây, chân C sò mà. Đi từ đây đi sang đây này. Đi qua chắc qua dây gì. Đó, tới chân này, như vậy là hai chân này là hai chân nhận nồi. Như con này như con Huawei 09A ấy nhỉ, giống đấy nhỉ. Xem có đúng không? Nó không có tên các bạn ạ. IC trắng, IC họ nhà sản xuất không ghi tên nhá mọi người nhá. Thì như vậy chúng ta sẽ nhìn đấy, đường nhận nồi này là con 820K này. Thì có một con 820K trong nữa kìa. Bên trong này này. Thì bây giờ mình sẽ chưa biết con nào rồi. Con này đường lây vào chân cắm rồi thì ít chết rồi. Thế bây giờ mình đo thử xem đường nhận nồi ra sao nhá. Bây giờ mình kim điện đo, bắt đầu đo nhá. Đấy, các bạn nhìn được rồi nhá. Làm video này đôi khi mình cứ phải chỉnh để cho mọi người nhìn được. Thì mình sẽ lấy mát ở đây nhá, tại chân EIGBT này này. Thì đây chính là 300V này. Đó. 300V đi qua con điện trở này. Có 0.8V rồi nhá mọi người nhá. Nó đến tới cái chân này này, chân phía rìa ngoài nhá. Thì tiếp tục này. Chân C sò cũng có 300V này. Đó, nó đi qua con điện trở từ đây sang đây này. Thì nó cũng phải tầm như thế.
không có điện áp nhá, chết nhá các bạn nhá. Đo đến như này thì mình biết là có điện trở lại lỗi, hoặc là trên cái đường này có điện có tụ chập chẳng hạn, tụ này chập chẳng hạn thì nó cũng bị nhá. Tụ này này, để dùng gần lên nhá. Đấy cách phương pháp để tìm lỗi đấy nhá mọi người nhá, đo đạc sẽ biết được. Từ đây đi sang đây nhá, đi qua con này có tụ về mát hay sao, chả biết nó tụ về mát hay tụ gì nhá. Sau đó đi vòng tới chân này, tóm lại là mất một chân nhá. Chết rồi, máy nó đang báo hết pin. Cố đo lốt lần nữa để bắt đầu thay điện trở. Về chân này là không có này, chân này không có điện áp, chân này thì có. Đó, đập con này ra thay thôi nhá. Chờ mình thay pin nữa. Con này mình đang muốn lựa để mình tháo theo kiểu là không tháo nhôm ra để lôi được nó ra các bạn ạ. Cái gì anh? Có bo mạch khác anh thay đúng không? Thì anh biết là trên vỉ nó hỏng đúng không? Thì bây giờ anh dò đường cảm biến đi về trên cái bo mạch đấy, có thể nó chập tụ, có thể nó đứt mạch hoặc đen đủi thì là do con IC trên vỉ mạch mặt đấy nó lỗi, thì nó cũng xảy ra như thế, thì anh phải kiểm tra chứ em không thể đoán được cho anh đâu. Anh ạ. À, anh hiểu không? Bởi vì anh đã khoanh vùng được, là anh đã có cái con khác anh thay, anh khoanh vùng được cái bo trên phần điều khiển nó lỗi mà, chứ không phải phần công suất này. Đúng rồi. Anh tự làm thôi, em không có khả năng giúp anh được anh nhá. À, vâng. Mình cảm ơn nhé, cảm ơn nhé, cảm ơn nhiều lắm các bạn ạ. À, đây mình sẽ lấy con 820k to này đi, mà thôi con bé này cũng được, nó giống con kia mà. Đây con này nó bé bé như thế này các bạn, chả cần đo luôn biết là nó chết nhá. Có cái bác ba cái sửa cái nồi cơm hay là cái gì bị M1, xem view của mình bây giờ này, bác ấy có nồi cơm của người thân người quen này, bác ấy test thử thì là cái phần bo ở dưới nó không hỏng, nó hỏng trên cái bo điều khiển. Đấy, test được như thế. Nên bây giờ hỏi mình là xem hỏng con gì để báo, hỏi mình là hỏng con gì. Thì mình bảo là làm sao mình đoán được hiểu con gì bây giờ, chỉ có anh xem review của em xem này, cái lỗi M1 đấy là nó nằm ở trên cái đường nào. Nếu ví dụ trên đường cảm biến chẳng hạn thì anh sẽ phải dò từ cảm biến ở bo ở dưới đi theo đường mạch in đi lên thì đi qua cái đường nào tới chân IC. Như mình trả lời đấy. Khổ lắm, một ngày nếu mà mình cứ công khai số điện thoại thì mình chỉ có nghe và mình trả lời mọi người như thế thôi. Thì mình cũng muốn giúp mọi người đấy, nhưng mà ai nuôi mình các bạn ạ, khổ. Nên mình rảnh rỗi thì mình sẽ trả lời thôi, còn đâu nhiều trường hợp gọi nhiều quá ấy, mà mình đang bị ảnh hưởng công việc của mình ấy, là mình hay tắt sim. Mình tắt sim hoặc mình chặn cuộc gọi các bạn ạ. Nhiều người cứ mỗi ngày đây này các bạn, đây từ đây cho các bạn xem luôn nhá, vừa nãy mình đọc được cái Gmail như này luôn này. Đây là lúc mình vào, mình có mua hàng, mình vào Gmail để mình xem xác nhận đơn hàng ấy. Thì mình có đọc được cái Gmail có cái bác này, bác gửi này. Bạn có Zalo không, kết bạn, hướng dẫn mình sửa nguồn xung chạy THX203H kèm Opto 817, đã thay IC Opto nhưng không chạy, cảm ơn nhiều. Đấy bây giờ mình làm gì có thời gian mà mình ngồi, mình có Zalo để mình gọi video, mình chỉ người ta. Mình vác tù hà vàng tổng như này thì mình chết. Những video mình đã làm về THX thì các bạn sẽ phải xem kỹ, xem đường mạch nó như nào, hỏng hóc thì nó sẽ là, mình hay nói cho mọi người là khác nhau. Thì làm sao mà mình đoán được nó là con nào, mình làm thực tế thì kiểu gì mình không ra nhá. Còn đâu mình chỉ thì bây giờ mình này phải ăn ai nuôi mình đâu, mà lại cứ phải ngồi cho Zalo để mà gọi kết bạn để gọi để chỉ người ta. Nhiều người lắm mọi người ạ, mình một ngày không biết là bao nhiêu, nhiều lắm. Đó, thay như này nhá. Và bây giờ đo thử luôn. Mình cố gắng làm những cái video chia sẻ này, ai xem được cái gì, hiểu được cái gì thì tốt các bạn ạ, còn không hiểu thôi thì mình cũng bó tay thôi, mình không thể làm giúp tận tình được từng người một mọi người ạ. Alo, kim điện này cũng tít nhá. Thì ở đây vừa nãy mất điện áp nhá, bây giờ đã có 0,7V rồi, các bạn thấy chưa,
bên này là vẫn là có 300V nhá, 0,7V này này, thì nó đới tới cái chân này rồi nhá. Bên này là đường B cộng này, đó, bên này là đường C sò này nhá. Ok nhá. Test thử phát em bắt nổi không, bắt đầu mới nắp hoàn thiện. Nắp hoàn thiện nó ra xịt quai này nữa đấy các bạn ạ. À. Xịt phù ẩm ấy. Hình ghim điện này. Đó. On này, chạy này. Ờ, đã bắt nổi nhá, mọi người thấy không? Bắt nổi phát xung phát là sập nguồn luôn, là về tắt chờ luôn. Lại nhá. Nghe không này. Đó, các bạn thấy chưa? Ok. Đấy, chờ mình lắp hoàn thiện, xịt thuẩm xong lắp hoàn thiện cho chúng test thử cho chúng ta nhá. Mùi sơn, nâng nhà các bạn ạ. On. Bật đã chạy 7,2A người nhá, 7,3 có 1.800 thôi, có mà được 8A, nhưng khả năng cái mâm từ cái đáy lồi của mình bé thôi thì nó chỉ ăn đấy thế đấy các bạn ạ. Nhưng mà như vậy nó ok rồi, bây giờ vẫn bị dí nguyên mà. Tắt bật ok. Như vậy là con này không nhận nồi, do hỏng con 820k được nhận nồi nhá. Và có một con tủ 104 do nó dỉ, nó xử lý, mình xử lý luôn trên vỉ mặt thôi. Và chúng ta sẽ thấy là bếp từ mà cứ để bẩn như này thì hỏng là chuyện bình thường nhá. Dán nó làm tổ ấy. Thôi, video kết thúc, chào mọi người nhá.